Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà món. Xin chào cả nhà. Trưa nắng lõi dưới chi vậy? Cho mát. Trời ơi, xuống tắm xong. Tắm kinh chứ. Ôi. Bây giờ anh em mình dẫn cả nhà đi hái lau lan nha. Bữa nay anh em mình cũng được mớ cá nè. Giờ đi hái lau lan cái anh em mình luộc. Cá bự không? Cá bự không anh? Đi qua trước đi Mon. Dạ. Cái ngày khúc phía trước đó là anh em mình giăng tay lưới vào đó. Đằng tuốt đằng kia thì có đám đọt lan non lắm. Bây giờ anh em mình dẫn cả nhà đi nha. Cái lưới này anh em mình chưa có gỡ. Thì cái đó, đám lan ngoài trước non trèo luôn đúng không? Ôi đọt không kìa. Đọt không hả? Ôi. Ê ông. Ôi. Cái vụ hoài á trời. Có ông kìa con á. Ê có trứng kìa, có trứng không, có trứng không? Trời ơi, nó vừa nghe ông cái nó chạy rồi. Mất kiểu rõ luôn rồi. Rồi tắm sình luôn rồi. Tắm sình luôn. Ôi lan non chèo luôn à. Cái này chỗ này anh em mình đi đi giăng lưới á, ngay chỗ này thấy có đọt lan ngon quá non. Đó. Cái này lát ruột lên trời ơi. Thêm tô nước nữa ha. Dạ. Hết sảy luôn. Lúc này anh em mình giăng cũng không có cá nhiều á. Chú ơi cho con xin vài đọt lan nha chú. Ừ. Sao không thấy ai mà có tiếng trả lời tao. Đọt non không? Ờ, ê Mon, Mon dính dính cá này Mon. Ê xuống gỡ cá Mon, Mon. Nó giật. Kìa thấy không? Dạ. Đó, nghe trong này cái tay lưới của anh em mình giăng lên. Đó giờ dở nghe cho nó dính á. Cái tà lưới này thì anh em mình chưa có thăm. Sáng anh em mình đi ra ngoài mấy cái kênh kia. Kìa, nói nó kìa. Dính cá rô phải không? Dạ. Hôm nay ngay chỗ cái kênh này á, sổ cống hoài là cái anh em mình cũng không có đi thăm cái lưới này luôn. Đường cá rô. Đâu, dở lên từ từ, chắc dính cua không quá. Cua không, dở xích tới, anh thấy cái lưới nó giật á. Dạ. Nó không có gì chơi rồi. Hết rồi. Chắc con cá rô còn sống phải không? Dạ. Nó mới giật lưới. Thôi lên hái lan đi cùng ơi. Thường cá rô rồi. Này chắc mới dính rồi. Đó, cá rô. Thuyền cá rô. Đã cho vô nồi luôn. Rồi. Giờ còn đổ ra thôi. Cái này nãy giờ anh em mình ngồi qua đây nè. Cái đợi cho máy bơm xong á, khi nó ngẫm hết rồi. Trời nhá. Cái này thì anh em mình được mớ cá bóng tượng nha cả nhà. Nó cũng còn. Trời ơi, nó còn vẫy kìa. Này mớ cá bóng tượng nha cả nhà. Nó cái con này là nãy gỡ lưới dính. Con nó ra đi. Bữa nay thì anh em mình làm cái món cá bóng tượng kho tiêu. Rồi với sẵn anh em mình ở ngoài ruộng nè, có hái được thêm cái mớ đọt lan này non quá non. Anh em mình hái đằng lát luộc ăn chung á, với có trái xoài lát anh em mình bầm. Hàng sống luôn. Cái đọt lan này á, mình nhớ á, hồi nhỏ ở nhà mình cũng có trồng nữa. Nhưng mà trồng để lấy củ á, cái mình lên liếp á. Lên liếp rồi mình trồng mới có củ lận, còn lan này thì không có củ. Củ của lau lan á, ăn ngon dữ lắm. Đó ha, cô Mon đâu có biết đâu. Cái này nè, mỗi lần cắt xong á, ra đào lấy củ á, vét về lần bao để dành để ăn á. Củ khoai lang là nó ngon hơn mà củ khoai lang của mình. Khoai lang của đọt lan nè. Đó. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi mần cái mớ cá này. Còn cá lô nãy tính là anh em mình quay clip xong mới gỡ cái lưới đó. Mà thấy nó giật anh em mình xuống gỡ được cá rô nữa cả nhà. Cá rô. Mùa này cá rô đi câu nhiều lắm. Nước vô cái theo. Đúng rồi. Bây giờ anh em, ôi u nè giống cua Mon ha. Ôi con này nãy nó Mon, con này nó bị ong chích nè.
mới hồ chạy băng ruộng luôn. Rớt cái rổ luôn trời. Rớt cái rổ chứ không phải dục cái rổ hả? Má mà có ông cái bỏ rổ luôn. Cái này thì bây giờ anh em mình đi mặn nha, mặn xong là anh em mình ướp lên rồi anh em mình kho. Đó. Ui đâu đang mặn với cá kho nữa trời. Cái cá bóng tượng này á, lúc trước á anh em mình á dằn lưới á, nó dính lận con hay con mà con bự hơn này không ạ? Theo nước vô. Đúng rồi. Mình canh mà bữa nào mà lấy nước vô á, lấy như chiều sổ, sáng là lấy vô sớm, anh em mình dăng là tới chiều đi vô thăm á, là có cá này nè. Đúng đó rồi, nó đi vô rồi dính lưới. Cá mà nó bự hơn này không ạ? Nó giờ anh em mình cắt khúc vậy nè. Ui thịt không luôn. Cái này để anh ướp một cái. Ở đây thì anh em mình có bầm sẵn tỏi với ớt với hành tím này, gạch tôm của Kumon. Chân cá này nó cũng không có xương nhiều hả? Không, cá này không có xương, nó xương. Cá mà nó con cá bóng tượng mà nó nhỏ nhỏ mình để nguyên con. Còn này nó bự quá. Dạ. Mình cắt ra cho nó kho cho nó thấm. Nhìn cái khứa cá đã gì đâu. Cái này thì anh em mình ướp sơ thôi. Đó, này cho tí nước mắm vô. Đường muối bột ngọt thôi. Rồi. Bữa nay là anh em mình thắng nước màu nha. trộn lên là ướp cái để nó đây đi. Anh em mình qua thắng cái nước màu rồi. Thấy cho nó thấm vô. Rồi cái này thì anh em mình thắng nước màu nha cả nhà. Đó, mình thắng nước màu cho nó ướp cho nó ngon. Có là màu vàng. Mình thắng cái nước màu này cái nó ra cái màu đẹp hơn ha. Đúng rồi. Cái nước màu này á mình bỏ vô mình ướp cá nó ngon hơn. Ôi cá ướp với tôm nữa. Nó lên màu nè, ngon. Ôi, cho cá ướp với tôm vô đi anh. Bây giờ anh em mình cho vô luôn nha. Rồi vô cái nó thơm. Thấy không? Nè, Kumon nó lên màu phải không? Nó lên màu vàng đi. Nó không có bị mà giống như nước màu kia mình để nó hơi nhiều á, cái nó đen á ha. Dạ. Đó. Thứ gì mà chịu nổi. Để này mình thắng tới vừa đủ cái màu của mình lấy á. Đúng rồi. Mình cho cá vô. Màu đẹp. Nó lên màu vàng. Rồi, nó thấm vô cái khứa cá kìa. Ôi sạch cơm nữa rồi Kumon ơi. Gấp cái khứa cá lên cắn cái trời ơi. Không biết sao trời. Cái này ha, hoặc là cá bóng cát rồi á. Dạ. Rồi mình kho mà kho tiêu vậy nè. Sạch sạch vô ăn với rau nó ngon dữ dằn luôn. Rồi cái này anh em mình đậy lại nha. Cái nắp Kumon nó cầm liếc mà nó bị mẻ tùm lum ra luôn. Nó bị cống. Ui trời ơi nó thơm. Này để anh cho ớt vô. Dạ. Giờ nó lên cái màu đã ghê anh. Ôi nhìn cái thứ thịt kìa. Cái dạng khiếu. Cái này cho thêm miếng tiêu nữa đi. Cái này để cho nó có nước vậy nè. Dạ. Cái này chấm rau. Ôi cái này khứa cá là thêm đũa rau. Còn cái gì chưa nổi. Chút xíu nữa hết hủ luôn. Trời ơi cuốn rồi. Cái mớ lan này á, anh em mình có ngắt bớt nè, để nó dài quá. Rồi, nước sôi luôn. Thôi, giờ cho con gà vô hả? Thôi, cho rau lan vô thôi. Lấy con gà á, nhà bắt rau. Cái này để cho nó sôi dữ á, cái mình trụng nó còn cái lại cái độ xanh. Nhìn vậy chứ lát vô còn miếng nè. Ừ. Nó xẹp rồi. Ừ. Như đây nha, như đây nhiều lắm rồi. Ăn cho đã nè. Ăn đã. Lâu lâu mới ăn lần. Ồ. Đó. Lát lấy cái nước á. Dạ. Cái mình ăn kèm nó ngon. Rồi. Cái này anh em mình cho ra dĩa nha. Đó. Con gà ở đây nè. Cho chín gà luôn. Cho chín gà. Lát ăn hết đi anh cho con gà. Gà không chuồn nha. Cái này để anh em mình vớt xong á, cái lấy cái nước á. Lá xanh này.
Gấp đũa chấm vô nồi cá kho hay sao trời. Hết cơm hết gạo luôn. Nãy coi nhiều ha, ra được dĩa ha. À, để anh nhắc xuống anh lấy. Chắc lấy. Mình cũng có chắc ra được một tô nước nè, nước lau luộc nha. Còn bên đây thì Kumon có bằm xoài với cốc. Để anh em mình ăn kèm á. Đó, nhìn hấp dẫn không? Phải làm miếng cá trước đi. Đây là miếng xoài. Chua chua anh khoái lắm. Ôi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Rồi thịt ăn ngon mà. Ướp nó vừa. Rồi cả nhà. Đó. Nó lấy nước màu rõ lên vàng. Ăn cá bóng bóng tượng này á, dễ ăn hơn. Nó xương nó ít á. Dạ. Giống cá lóc á. Không, cá lóc xương nhiều không? Dạ. Cá này nó ít hơn. Đột lan nó chèo luôn cả nhà. Em gắp xuống cái khứa này có trứng. Có trứng hả? Hết sảy luôn. Đây là con cá rô rồi. Cá rô cũng có trứng á. Đúng rồi. Nó xương nhiều. Có trứng nữa cả nhà. Em làm thấy mấy con nở xương. Ăn rõ cái lừa xương không? Không, cái con cá rô này á, xương nó nhiều nhưng mà rửa mấy con cá rô mề á, cái mình kho lạc á, kho lạc ăn với gỏi ngon dữ dằn luôn. Ở ngoài đây đắng mối nhiều lắm rồi. Dạ. Bên đây mình ngồi ăn đây à. Đắng nó bò rọt luôn á. Nó ngồi đặt ra như vậy nó chuyện đâu chua, đứng kế bên ngó. Mà rắn mối á, mà mình dám ăn á, thịt nó ăn ngon lắm. Nó dai mà nó ngon như thịt gà á. Cá mà mình kho vậy ha, hoặc là mình kho lạc á, mà mình có xoài mà mình bằm vậy nè. Đó, ăn kèm ngon chứ. Bằm thẳng vô tô cơm. Xong cái chan cái nước cá vô. Nó chua chua không? Dạ. Cái này không sợ là không có xương à? Dạ. Mấy đậu thôi. Cứ cá lên vàng. Đã. Bữa nay cá này ngon không? Ngon. Có ra luộc vô nó trời ơi. Hết chảy. Lúc lại anh em mình á, đi ăn lưới cũng không có cá nhiều. Cá lúc lại nó hết bớt. Mốt đổi chỗ khác dần. Mốt ra kinh lớn dần. Dạ.
này nó khác bự đó. Xoài hả? Dạ. Không vậy vừa ăn nó chua chua nó ngon. Khác bự gáo không được. Hết cơm nữa. Cái lan này á, cái củ củ khoai lang á, ôi mình mà trồng mà có củ á, mình đào lên mình ăn nó ngon. Cái này hồi nhỏ á, mà sáng đâu có mua bánh đâu. Cái khoai lang là đào lần một bao vậy á, cái để dành cái luộc luộc sáng ăn á. Mà củ nó ăn bột ngon. Chắc phải đang giòn ngon mà phải đang nóng luôn. Có cái xoài chua ngon. Chấm nhiều chua chua nó vừa. Cái này... Nãy giờ em ăn đầu chưa? Chưa. Đầu nó hơi xương nhiều mà ngon. Nút thử cái đầu rồi. Ừ, cơm. Trời ơi. Hồi nãy em nói đúng, anh chui đây núp nè. Cái này nãy em bỏ tiêu hơi nhiều á. Đúng rồi. Tiêu với ớt nó vô cái cài. Cà rổ mồ hôi cả nhà. Vậy sao ngon. Trộn hồi xong cái gió nó thổi qua cái trời mát. Bây giờ hôm nay, hôm nay trời nắng không á? Dạ. Đâu có mưa đâu. Hầm hì hầm hì. Cái xương mà nút nó ngon lắm. Cái đầu á. Mốt ăn mà liếc mà quen ha, biết được ha, cái có đầu cá thì dành không rồi. Mày mốt có gì dành dành đầu cá rô nha. Thôi. Đầu cá rô, mà cá rô nó đa số nó xương. Đúng rồi, xương. Nó kho lạc thì ngon. Ngon. Con cá rô biển em chưa ăn à. Hôm nay á, anh em mình đợi cho nước nó lấy vô nhiều á, lặn mình kiếm cá rô biển, đi bắt cá rô biển. Nó kho 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 lạc lạc ha, ăn với gỏi ngon. Mà mùa mà hôm nay anh em mình đi bắt á, là chưa có thấy khó. Đúng rồi. Để cái này mình bỏ tiêu với ớt nó hơi nhiều á, hai cái á, tiêu thì nó cay hỏng, kèm theo ớt nữa. Cái ăn nó ngon. Nó xài với cái xài chua nè, cái mình bầm vô trời ơi. Anh làm miếng canh nè. Còn thứ cá nữa mà. Dạ. Cho cái bự. Thank you.
màu xanh này là của cái lục lạc nó ra đó anh. Cái này mình thảo nó đi mang tép vô nữa trời. Cái cây có nước hấp nữa ha. Dạ. Ngập một cái đầu nữa ha. Rồi thôi, tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like, chia sẻ cả nhà. Hình hấp miếng canh. Yeah.